Sông Loa với chim và phụ kiện. Này, chào toàn thể các bác. Tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái mẫu sản phẩm, đó chính là chiếc mũ ngụy trang dành cho các bác thợ bẫy chim, thợ săn bắn. Một chiếc mũ ngụy trang với màu sắc như ở trên này. Đây là cái phần bên ngoài, hàng thì cũng rất là nhiều. Nhiều bác mua hàng bên shop thì các bác biết rồi. Chúng tôi không kinh doanh cái gì thì thôi, kinh doanh là phải theo số lượng thì nó mới có được cái giá hợp lý cho tất cả các bác mua. Thì đây là một chiếc mũ ngụy trang, màu sắc rất là ngụy trang đúng không ạ? Rất là đẹp nữa. Và một chiếc mũ ngụy trang như này thì chỉ có giá là 100.000. 100.000 là chúng tôi đã bao cước cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho tất cả các bác có thể mua. Và khi các bác mua cùng những sản phẩm khác thì giá sẽ còn hợp lý hơn. Bởi vì là cái những cái giá trị cho những cái sản phẩm thấp thế này thì như các bác biết là cái tiền cước chúng tôi đã bao rồi. Khi các bác mua cùng với sản phẩm nào đấy thì thực sự mà nói thì sẽ được chiết khấu trực tiếp sản phẩm vào cái giá trị của cái tiền cước đấy. Thì chúng tôi kinh doanh không phải là cái gì cũng có thể lãi hoàn toàn của các bác được. Một chiếc mũ như thế này thì với giá 100.000, các bác mua thì alo trực tiếp sau khi theo dõi cái video này của chúng tôi rồi. Là một đơn vị bán hàng uy tín và rất nhiều sản phẩm. Các bác muốn cập nhật nhiều cái video về nhiều mẫu sản phẩm thì các bác vui lòng bấm vào đăng ký kênh để cập nhật nhiều cái mẫu sản phẩm mới từ shop Loa Bẫy Chim và phụ kiện. Một video rất là ngắn. Rất là mong các bác ủng hộ cho cái sản phẩm này bên cơ sở chúng tôi. Xin chào toàn thể các bác và hẹn gặp lại các bác.